Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay video cập nhật mã code mới nhất của con game kho báu huyền thoại bản tiếng Việt cho anh em. Thì anh em xem cái video này của mình thì hay, anh em nhớ like và chia sẻ của mình nhá. Mình thank you anh em rất là nhiều. Rồi, đây là nhận thư. Được một viên đá cấp 4 này, được 500 cương và được 1 mét vàng, 80 mảnh la mi. Lần này không quay nhá, có 8.000 kim cương. Mình để nhìn nhiều một chút để quay cho anh em nhìn cho sướng. Nhiệm vụ. Rồi, không có gì cả. Chúng ta cùng nhập cốt của ngày hôm nay luôn nhá. 19 này, 88, B8, 67, 1, B, C, E, 2 này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có là 200.000 mili nhá. Và được 500 kim cương. Và được một viên đá cấp 4 anh em nhá. Được 10 mảnh của con Zoro. Đó. Chung khá là bình thường thôi. Ok, thì video mình đến đây là kết thúc anh em nhá. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình.